chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp một cái trái tim như thế này, chỉ bằng với một tờ giấy thủ công thôi nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần là một tờ giấy hình vuông, nên là mình sẽ cắt cái tờ giấy hình chữ nhật này thành một hình vuông. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái kéo để cắt cái phần này ra nhé. Sau khi đã cắt được thành một cái hình vuông như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ gấp. Mình đã tận dụng cái nếp để có được cái hình vuông này, mình cũng sẽ gấp tiếp tục. Gấp từ ngoài đây, gấp vào. Bên này cũng vậy luôn. Sau khi gắp được hai cái điểm như thế này rồi, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó giao nhau giữa một cái giữa nghi như thế này, thì mình sẽ gắp từ ngoài đó vào trong này, tương tự luôn bên này luôn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ gắp đôi cái phần giấy này lại. À, các bạn nhớ là chỉ gắp đôi cái phần chỗ này cho mình thôi nhé. Đây, cái chỗ này đây, xíu như thế này thôi, gấp đến đây thôi, vừa đủ cho một cái đường này thôi nhé. Gấp đôi nó lại ở hai bên luôn. Rồi, bây giờ theo đó mình sẽ gấp hai chỗ này vào. Đó. Bây giờ thì mình sẽ gấp cái phần này xuống dưới đây luôn. Rồi, sau khi được một cái hình như thế này rồi, thì các bạn đã nhìn ra được đâu đó là một cái hình trái tim rồi đúng không nào? Thì để có một trái tim hoàn thiện hơn, mình sẽ gắp cái phần đỉnh đầu này xuống một xíu như này đây. Các bạn canh cho mình hai bên bằng nhau nhé. Thì mình cũng chỉ canh bằng mắt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ở phần bên trong này ra, bỏ cái chỗ này xuống, gắp cái phần này xuống trong, bỏ nó vào bên trong như thế này nhé. Luôn. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ gắp cái phần cạnh ngoài đây và bên trong cho mình luôn. Nhưng mà chỉ gắp với một cái lượng nhỏ xíu thôi nhé. Gắp vào như một cái nhỏ xíu như thế này thôi, không có cần gắp quá nhiều ấy. Mình cũng chỉ giúp cho nó, các bạn cũng canh cho nó thẳng thẳng giúp mình một xíu là ok. Như thế này đây. Thì ở đây nó sẽ là mặt sau của cái hình trái tim này nhé. Giờ mình sẽ lật lại ở trên này. Tiếp theo thì để cái nguyên chỗ phần này lên sát với hai cái đường hồi nãy mình vừa mới gấp. Bây giờ thì để chỗ này xuống. Bây giờ mình sẽ gấp từ ngoài đây, ngay cái chữ đỉnh, ngay chỗ
qua đến sát dưới đây, hai bên luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ nó xuống. Và đây, mình đã có được một cái hình trái tim rất là đẹp rồi đúng không nào? Tiếp theo là phần đằng sau này, mình sẽ làm cái bước y hệt như hồi nãy luôn, để giấu đi cái phần dày dài chỗ này nhé, mình sẽ không cần thiết đến. Rồi, và vậy là đã hoàn thành xong một cái hình trái tim rất là dễ thương rồi. Thì đây, mình sẽ sử dụng nó với mục đích như thế này. Mình sẽ có một cuốn tập, một cuốn sách, một cuốn sổ giống mình nhé. Ví dụ như mình đã viết được đến đây rồi, mình sẽ để nó xuống đây, giống như là đánh dấu trang. Và nhìn nó cũng khá là dễ thương và xinh xắn đúng không nào? Mỗi lần mình mở ra, thì thấy hình trái tim là chúng ta sẽ có cái động lực học hơn. Mình thấy nó cũng rất là đẹp mà đúng không các bạn? Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh.